con đi trải nghiệm đường xấu à, đường cụ bãi đá. Suối hôm nay nước to cho nên là không đi được. Muốn đi qua đường bên kia mà nước to, sợ ướt dày. Chẳng sợ gì. Chẳng sợ à. Em chỉ sợ là trong quả đi đèm thôi. Đèm trôi luôn thôi. Đây có nhiều cây hoa trinh nữ này. Đào vậy chơi bonsai hoa trinh nữ đẹp. Vẫn ngồi lùi lại đi. Đấy, số 1 đấy. Đi tiếp. Đi số 1 nên đi nhanh à? Đi số 1 để leo lên dốc cho nó khỏe, cho khỏi bị tụt xe xuống. Lên số 4. Số 4 thì đi đường bằng thôi, đi đường xấu này là không được. Đấy, hôm nào ta vào đây đi tắm nha. Nha. Là bố cho con với anh em vào đây đi tắm nha, tắm suối này nha. Với lại đi vào phía trong kia tắm đập tràn nha. Hôm nay là hai bố con mình đi thăm dò đường thôi. Đi thăm dò đường. Thăm dò cái đường này lâu ngày không đi. Ui. Ngày trước ở đây có cái đập tràn này này đấy. Thấy không? Đập tràn này ngày trước là ta đi đi xe máy với xe ô tô qua được này, nhưng bây giờ là đập tràn nó trôi rồi. Trôi cái cầu này, trôi cái cầu tràn này rồi. Ui. Đấy, trôi cái cầu tràn này rồi. Ơ sao anh kia lại đi đường kia? Anh kia lại đi đường kia. Anh kia đi đường đó. Đường đó là đường xuống suối đây, hôm trước ta đi đây. Cái đường bên kia là đường nhựa rồi. Đường nhựa với đường bê tông. Đấy, các anh đang xuống suối. Đi đường suối. Hôm nay là hai bố con mình là đi thăm dò đường thôi, để tìm địa điểm sau đi tắm, đi chơi thôi đúng không? Đưa mọi người đi dã ngoại, đi picnic thôi. Picnic á? Picnic. Đi ngắm cảnh ấy, chơi. Picnic phải có mọi người chứ. Đấy, bây giờ hết đường xấu rồi, ra đến đường đẹp, đường rộng rồi. Đường này ngày trước xe ô tô đi được đấy. Sao thế? Do mưa lũ mấy năm vừa rồi nó hỏng hết rồi. Xem này, con trâu đấy. Trâu gì? Đây con trâu mẹ này, trâu bố, trâu mẹ với trâu con này. Trâu con đâu? Đấy, con quay ít ở đây này, trâu con đây này. Đúng rồi. Trâu bố đằng trước này, trâu mẹ đằng sau này. Đấy. Ui da. Sọc thế. Ôi, đến đường bê tông rồi. Tạm biệt mọi người nhá, đây là khu vực bản Lát mới xã Tam Trung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa này. Hôm sau bố đưa con với mọi người đi vào đây chơi nhá. Đây đường đi xuống suối này. Hôm sau đưa mọi người đi dã ngoại, đi picnic ở suối nhá. Anh Ngọc đi đường mình tắm chưa? Hả? Đi đường tắm đó chưa? Được rồi, hôm trước ta tắm đó chị. Con tưởng chưa đi. Rồi, đây.
tâm bản Lát mới này, núi Lát này, núi Lát trời tối. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt. Vậy thế thôi, em còn đi khám phá thế thôi. Sau mới đi quay chính thức cho mọi người xem nha. Đúng rồi, ok. Ok luôn. Ác đồ. Chó gì đây? Đây là đoạn trường tiểu học Tam Trung này con này. Vâng. Đây này, trường này, đấy. Ấy nhờ em mới được học lúc này. Con học bên thị trấn mà. Lát đây. Hôm nay đi 6 giờ chiều rồi cho nên là trời hơi tối rồi. Tạm biệt mọi người thôi. Xin chào.